Chào các bạn, trong tập trước thì mình đã nâng cấp giai đoạn ký sinh trùng từ giai đoạn 3 lên thành giai đoạn 4. Và ở giai đoạn này kết hợp với đêm trăng máu thì các ký sinh trùng sẽ spawn ra rất nhiều, gây rất nhiều khó khăn cho mình. Và cũng ở cuối tập trước thì mình đã tìm được các thành viên mới của mình là những con heo để mình có thể nhân giống và tạo ra một nguồn lương thực để sinh tồn. Trong tập này thì mình sẽ đi mai để tìm thêm khoáng sản, đặc biệt là sắt, để mình có thể chế tạo được những ổ súng tự động để bảo vệ căn cứ của mình. Và không liên thiên nữa, chúc các bạn xem video vui vẻ. Tại thì trời cũng đã sáng đó các bạn ơi. Mình thì mình có dự định là đi mai thêm ấy, và tìm thêm số lượng sắt để mà mình có thể gọi là chế tạo thêm những cái ổ súng ở đây. Nhưng mà mình đã thử thêm một lần nữa là mình đi xuống đây mình mai các bạn. Mai khoảng cũng khá dài ấy, nhưng mà cũng chả có cho mình viên sắt nào hết. Và mình nghĩ là nhất thiết là mình bắt buộc phải gọi là sao ta, mình phải đi mai ở những cái hang động rồi. Đó cái điều bắt buộc rồi. Bây giờ thì mình cần làm một vài thứ. Mình hiện tại thì mình muốn chuyển những cái con heo ra đây. Hiện tại thì mình có 4 con heo đúng không? Bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm mình lắp cái đất ở dưới đây. Sau đó thì mình chuyển 2 con heo ở trên đây ở trển xuống dưới đây, rồi còn 2 con thì nó sẽ an toàn hơn. Đó. Thì bây giờ thì mình cần đi múc nước một cái đã. Ok, múc nước. Cái chỗ này mình không có làm cái cửa vô này. Sẽ đen thế nhờ. Ai, thiệt tình. Ok, mình cần múc thêm nước các bạn. Tại vì hiện tại mình đang gọi là không có đủ nước. Đây. Đó, tại mình đi xuống cái chỗ mai cái mình lỡ làm mất cái chỗ nước này ấy. Ok, bây giờ làm sao đây ta? Thôi, đập cửa đi vào đi. Hiện tại thì vẫn an toàn nên mình cứ để cửa ha. Chút xíu mình đi thì mình sẽ gọi là lắp chỗ này lại. Ok, bây giờ thì mình sẽ cần, chắc là mình sẽ lấy đất lắp nhờ. Mình sẽ lấy đất lắp cái phần đất dưới chỗ của con heo lại. Đó, cái chỗ này thì tương đối sẽ là nguy hiểm đây. Đó, mình sẽ lắp từ cái phần này. Đó, cho tới đây luôn, lắp hết. Nếu không là mấy con heo của mình lại bị nhiễm một lần nữa, mình toan luôn ấy. Lần trước có tưởng là mấy con dê nó không bị nhiễm cơ, hóa ra nó cũng bị nữa. Và nó chết luôn con dê của mình luôn. Ok, thì không biết mình lắp như thế này rồi ấy, thì tụi nó vẫn còn bị, thì chúng ta phải dùng cái cách khác thôi các bạn. Ok, rồi, nhanh nào, mình cần phải đi mai nữa. Đêm nay mình dính trăng máu một cái nữa là hơi toan ấy, nên mình phải tranh thủ thời gian. Đó, như vậy chỗ này mình nghĩ là nó ổn rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ lấy số lượng cà rốt trong người của mình ra để mà dắt 2 con heo xuống. Không, nếu mà dắt 2 con xuống thì mình nên dùng sợi dây hơn các bạn ơi. Dùng cà rốt thì 4 con nó sẽ theo cùng ấy. 2 con heo ấy. Hai cái sợi dây của mình cất ở đâu rồi ta? Chắc là ở trên rương trên kia rồi. Ok. What? Đâu hết rồi? Ủa sao kỳ vậy ta, mấy con heo của mình ở trơn trọi rồi. Ủa, mấy con heo bị despawn hả? Mới lúc nãy là mình trên đây mình kiểm tra vẫn còn luôn ấy. What the hell gì vậy? Đen thiệt sự nhờ. Ok, để mình cần bình tĩnh lại cái đó. Không có lý nào hết đấy các bạn, không có lý nào mấy con heo này nó bị mất hết đấy. Chẳng lẽ bị lỗi ở cái world ta? Nè, ở đây chắc chắn con heo sẽ bị nhốt ở đây. 4 con luôn ấy. Lúc nãy là mình rõ ràng là mình kiểm tra rồi mà nhờ. Rồi xong luôn. Sao người bạn nào của chúng ta cũng đi hết này. Chắc có lẽ là mình phải bắt thêm một vài con nữa, nhưng mà mình sẽ cho nó cái dạng nhãn ghi tên luôn. Và để trong đây thì hy vọng nó sẽ còn sống nhờ. Chứ mình cũng bó tay rồi các bạn ơi. Không hiểu bằng cách nào thì nó mất luôn con heo của mình luôn. Giả mang rợ chưa. Đúng là khó hiểu mà. Okay, ở đây thì mình lên chợ mình lấy thêm một cái đá kia để mình làm cái nút bấm, có gì mình chạy vào nhà luôn. Đen đủi thế nhờ. Chúng ta sẽ cần một cái nút bấm. Mình sẽ đem theo 2 cái dây buộc này đi các bạn. Ok, mình nghĩ là mình sẽ đem theo trong người để chút xíu mà mình về thì mình vẫn có gọi là sợi dây để bắt các loại động vật ấy. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ cần cất cái khoáng sản đi. Này, lúc nãy mình có đi mai một ít ở dưới nữa các bạn. Chúng ta có tầm 9 pho sắt, nhưng mà nó cũng rất là ít các bạn ơi. Ok, mình sẽ đem theo những cái này ha. Đây, cất cái này đi. Rồi, gỗ chắc đem theo tầm một sack như nhờ, một sack để dùng. Redstone cất đi luôn đi. Rồi, đất sét thì mình sẽ cất trong đây. Mình nghĩ như thế này có nghĩa là khá là ổn rồi nhờ. Ok, có lẽ bây giờ thì mình cần tìm một cái hang nào đó để mình đi mai. Cái rồi viên bên đây thì có lẽ là mình cũng đã khám phá gần hết rồi. Để mình qua xem thử.
À, mà cái đôi cánh của mình có đem theo trong người không ta? Cái đôi cánh cánh lửa đấy, đây. Để mình sợ là mình bay hư cánh này thì mình còn cánh để mà bay về. Ok. Tọa độ nhà mình là 1899 và trừ 2476. Rồi, hợp lý rồi đấy. Ồ, ở ngoài đây có một vài con này để mình giết nó nhờ. Ok, mình giết nó đi. Mày, mày. Ok. Có rơi ra đồ không? Có rơi ra đồ không? Nãy giờ tụi mình đã đi ngang qua vài cái hang rồi. Và ở đây thì mình mới thấy một cái hang có vẻ chất lượng này. Không biết chỗ này nó có phải là hang cục hay không nữa. Thì mình muốn giới thiệu các bạn là lúc mình đã có cài thêm cái mod Vein Miner ấy. Thì cái mod này sẽ giúp mình gọi là đi mine nhanh hơn, đỡ tốn thời gian khi đào hơn. Mình có nên thử nghiệm cái bộ giáp này với lại cái tụi này không ta? Ok, để mình thử nhé. Đâu? Ôi God, thốn đấy. Thốn đấy, thốn đấy. Thốn đấy. Ái, ái, ui. Ôi, con này cũng trâu lắm các bạn ơi. Thôi 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 thôi. Mình không nên đùa giỡn với mấy thanh niên này đâu. Mình sẽ đi xuống để mà tìm thêm khoáng sản luôn. Ok, xuống hang chắc là mình sẽ để đuốc thay vì là mình để khiên. Rồi, thì mình sẽ đào bên mai nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều các bạn ơi. Ở đây thì mấy cái kim loại này không biết là mình có nên lấy hay không các bạn, bởi vì nó hơi tốn hành trang của mình đấy. Mà thôi thì mình cứ lấy hết đi ha. Đã, ui, farm kinh nghiệm như vậy thích mới thích nè. Nhưng mà sao nó không có tăng cái dòng kinh nghiệm của mình nhỉ? Ok. Trời ơi, lại là một cái hang cục rồi. Thôi, có lẽ là mình sẽ đi tìm thêm một cái hang khác thôi. Hiện tại thì mình bay được một chút xíu nữa thì gặp trời mưa các bạn ơi. Và mình đậu lên được một cái chỗ này nè, nó lại khá là quen thuộc đúng không? Nó có tỷ lệ có kim cương cho mình ấy. Lần trước thì mình thấy cái chỗ này thì mình đã được một viên kim cương rồi. Đó, nên mình nghĩ nó sẽ khá là may mắn với mình ấy. Nhưng bây giờ thì cái câu hỏi tiếp theo là làm sao để mình tìm hang đây? Ai hơi xui xẻo. What the? Blood Moon là con này nó sẽ đánh mình hả? Ồ. Mày, mày gan lắm. Mày đi xuống dưới. Mày đi xuống dưới. Mày đi xuống dưới. Ái ui. Mình đánh không lại con này các bạn ơi. Thôi mình quất trái táo vàng đi. Mình đứng trên đây mình thủ mấy con ký sinh trùng thì sẽ tốt hơn. Trời ơi. Ái ui. Cái thằng này khó chịu nhờ. Blood Moon đã tới. Trời ơi, oh my god. Trên đây mình nghĩ là tối nay mình sẽ thủ ở đây vậy. Tại vì trăng máu đã tới rồi các bạn ơi. Tối nay thì mình sẽ thủ ngay cái tòa tháp này. Thì theo như mình nhớ là nó sẽ cho mình một cái món đồ nào đó. Táo vàng. 7 emerald. La bàn à. La bàn này nó sẽ đưa mình về đâu nhỉ? Cũng chả biết nữa. Ui, cái này là cái gì đây? Có mấy cái khiên này. Một cuốn sách. Thuốc nhanh nhẹn. Thuốc này thì mình nghĩ nó hợp lý nè. Kinh nghiệm, kinh nghiệm, kinh nghiệm. Ok. Rồi. Thôi, mình lấy tầm bao nhiêu đây thôi. Để xem coi mình lên được bao nhiêu nhé. Vừa lên được 30 luôn. Đây, các bạn có thể thấy là tụi nó ở dưới rất là đông luôn ấy. Ok, mình sẽ lấy thực phẩm. Mình lấy thức ăn ra để mình ăn. Ok. Đây, tụi nó bắt đầu tiến hóa rất nhiều này. Tại vì buổi tối nên chúng ta sẽ hơi khó nhìn chút xíu. Bên trong máu tụi này nó nhiều lắm các bạn ơi. Có mấy con nó bay bay kìa. Thôi thôi thôi. Mình nghĩ là mình sẽ nên trốn ở đây. Có lẽ là mình sẽ nên dùng lock để mà chặn tụi này lại luôn. Mình chắc là phải đợi tới sáng rồi mới giải quyết được rồi. Bây giờ không ngủ được ơi. Sao lại scare nhờ? Chứ lại sợ mà tụi nó chưa đánh mình phát nào mà mình đã bị sợ rồi, bị hiệu ứng sợ rồi này. Ok. Không biết ở độ cao này thì mình có bị gọi là bị lạnh không nữa. Nhưng mà ok. Đó. Tạm thời thì mình phải gọi là trốn tránh những cái con ký sinh trùng này thôi các bạn ơi. Nãy giờ thì mình đang sưởi ấm bằng cái cách này nè các bạn ơi. Mình cứ nghe tiếng con ký sinh trùng nè, nó kêu hoài luôn ấy. Không biết ngoài đây có thanh niên nữa không. Ok. Ui. Sẽ đánh rất là nhiều các bạn ơi. Đây, 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 thôi, 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 thôi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Chúng ta là bạn mà. Em với cô ấy chỉ là bạn thôi. Đó, từ từ, mình muốn con này nó xuống đây để mình đánh nó quá à. Mình muốn cho nó đứng chỗ này mình đánh nó là ok luôn ấy. Đây, chỗ này thì mình hy sinh một cái khói. Khói này là tin o để mà mình đốt lửa đó các bạn ơi. Đó. Chúng ta có thể quan sát ở ngoài kia nó rất. Cái gì đấy? Con zombie con đúng không? Đây các bạn, mình sẽ zoom các bạn xem. Có rất là nhiều con long arm nè. Sẽ rất là hợp lý nếu mà mình mạnh thì mình có thể đi farm được. Mình lấy cái cung ra các bạn ơi. Mình bắn veo mồm nó. Ơi, nó đâu rồi? Ok, mình để như thế này chắc được đó nhờ. Tại mấy con kia nó cũng không vào đây được đâu. Ok. Ui da, tụi này nó mai phục mình kìa. Nó tìm cách giết mình kìa. Ok.
Mày lú ra đây, hai hit là chết con này à các bạn ơi. Ô. Oh. Ai ui. Ai ui, đau quá. Ok. Ok. Ủa các bạn thấy độc của nó chưa? Tại con này nó level 3 rồi ấy. Ủa nó chết rồi kìa. Quá. Mình ăn để mình hồi máu cái. Nhìn lại mình mới thấy là mình có hơn 60 quả táo vàng. Đó, ăn cái này thì bao giờ mới hết. Mày tới đây. Ok, mình sử dụng mấy con này tới đây rồi mình giết tụi nó thôi các bạn ơi. Ok. Đừng có để bị trúng độc là được. Ui. Ui. Mặc cái áo vô cái. Hàng chi nãy giờ nó bắn mình thốn quá. À. Ui. Sao mình bắn chúng nó cái là nó bị biến hình vậy? Đó các bạn thấy không? Nó bị sét đánh một cái là nó biến hình như thế này ấy. Tụi mày cương à. Chết nó luôn. Tầm 2 3 hit là chết một con rồi. Hỏi chi mà không có mấy con bay bay này thì mình có thể giết được mấy con khác ấy. Ok, kìa nó tới rồi kìa, nó tới rồi kìa. He's coming. Ủa con này tới các bạn ơi. Né đạn ra. Ok. Kệ đi. Ok. Can I kill you? Ok. Ủa sao nó dội cái cung tên lại vậy các bạn? Oh ha. Ok, lạnh quá. Ok. Sưởi ấm cho tinh thần chút xíu các bạn ơi. Thôi bây giờ mình muốn farm cái tụi này ghê ấy. Tại vì đấy các bạn nhìn xem có rất là nhiều cái con lạ này. Mình sợ là cái giai đoạn 5 nó sẽ tới sớm quá. Mình hơi sợ cái vụ này chút xíu. Ok. Để mình bắn cái con này cái đó. Đấy, chết mày chưa? Chết mày chưa? Đó. Ok. Chết nó rồi. Và nó sẽ rơi ra mấy cái con này nè các bạn thấy không? Đó, tại vì trời tối nên mình cũng chả thấy rõ nữa. Ok. Trời sáng lâu quá. Thôi tiếp tục mình phòng thủ ở đây thôi. Đứng ở đây thì nó cũng không có tác dụng gì hết rồi. Trời thì cũng đã sáng rồi các bạn, nhưng mà vẫn còn mưa. Mấy sao cái world của mình nó cứ mưa hoài thế nhờ? Mình thường để ý là trăng máu với mưa nó hay cùng lúc ấy. Có cách nào để chỉnh cho nó ít mưa không ta? Tại vì mưa mình không có thấy gì cả. À, mày thích cương à. Để xem mình giết nốt cái con này nhá. Ok. Ok. À, nó bắn mình đấy. Ok. one hit nữa là nó sẽ chết. Ok. Chắc nó chết rồi đấy. Chưa à? Ok. Có rơi đồ không? Không, nó rơi kinh nghiệm xuống dưới hết trơn. Ủa cái con này nhìn thấy ghê quá vậy. Mình giết nó cái đã. Ok, 19 máu một hit. Ủa cái con nhện trông tới ghê thật sự ấy. Ủa nó chết rồi kìa. Con này nó cũng đâu có mạnh lắm đâu. Ok, mình được khá là nhiều cái bullshit unit này. Còn cái này là cái bestit unit. À nói chung là mấy cái này nó rất là có lợi. Thôi thì mình cứ dùng thôi ha. Đây, mình được khá rồi các bạn, không có đùa được đâu. Ok, mang cánh vô rồi mình bay đi thôi. À, mình có thể uống nước ở đây không? Đây mình còn một ít nước này để mình uống ở đây luôn. Ok. Ồ mấy con này ghê quá. Trước tiên thì mình phải giết mấy con bay bay cái đó. Tại vì mấy con này nó khá là rủi ro ấy. Nhắm chuẩn nè. 3, 2, 1. Hụt rồi. Ồ nó bay lại mình rồi, nó thấy mình rồi các bạn ơi. Mày thấy tao này. Ok. One hit nữa. Ok. Rồi. Tại vì mình sợ mấy con này nó bắn mình rơi xuống đây là mình chết chắc. Đây giết cái con này. 18 máu. Con này thì nó yếu hơn con Long Arm hay sao ấy. Đây, mình cần 3 hit bắn cung tên là chết nó rồi. Đây. Đây, nó chết queo liền. Công nhận cái cung của mình hiện tại cũng đã đủ, gọi là đủ mạnh rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà nó vẫn còn hơi nguy hiểm. Ok. Ôi, sao lạnh thế này. Trời mưa cũng bị lạnh nữa à. Ôi, chịu thôi. Đúng rồi, mưa phải lạnh. Đúng rồi các bạn. Cái này gọi là chuẩn logic rồi. Ok, để mình là tăng thân nhiệt của mình lên một tí xíu. Rồi sau đó thì mình sẽ bay đi tìm cái hang nào đó thôi. Mình hiện tại đang khá là cần hang. Để mà chúng ta đi mai thêm. Mình tìm thì được có 7 sắt à. Oh my god. Ít dữ vậy. Khá là ít luôn ấy. Có 7 sắt thôi. 7 sắt thì không làm được cái gì đâu. Mình sẽ cần ít nhất 30 mấy khối sắt để mà làm cái ụ súng ấy. Nên chúng ta phải đi mai thiệt nhiều sắt. Ok. Mục tiêu tập này là tìm thêm khoáng sản các bạn. À mà còn các bạn có thắc mắc ấy là chúng ta có khi nào làm cái gọi là cái bảo tàng như là mình đã nói ấy, thì ấy mình nghĩ là ở cái giai đoạn sau khi mình ổn định rồi ấy thì mình mới làm bảo tàng nữa các bạn ơi. Hiện tại thì mình vẫn đang khá yếu ấy. Ok. Có lẽ là chúng ta nên bay đi thôi nhờ. Let's go. Để xem coi có một cái hang nào đó để mình đi mai không. Chứ ở đó hoài thì nó cũng gọi là mất thời gian quá. Ủa chỗ này giống như gần nhà mình. Ủa có cừu. Ủa quen quen nhờ. Có cái ravine này. Ravine này mình từng đi chưa? Mình chưa đi ở đây. Good job. À, hy vọng là không có con ký sinh trùng ở đây ha. Có một vài con cừu kìa.
Cũng tạm ổn. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ mặc áo giáp này vào rồi mình cầm cây đuốc lên cái đó. Ok. Hồi nãy mình nhìn xuống có thấy một ít sắt ấy. Đây, những thứ mình cần nè. Hiện tại là buổi sáng nên tụi này chắc là sẽ không spawn ra thêm đâu nhờ. Ok, good job. Bây giờ thì mình sẽ đi mai thêm. Ok, mình bị nước đẩy các bạn ơi. Rồi, rất là nhiều sắt luôn nha. Còn mấy cái này gọi là gì ta? Fairy dust này á, thì có lẽ là mình không lấy thêm đâu, tại vì mình có rất là nhiều rồi. Đây, cả cái này nữa. Ok, đi qua bên đây thì chúng ta có một ít đồng. Ở đây thì mình có thể bị lạnh đấy các bạn. Chỗ này thì chúng ta có thể lấy được này. Ok, mình phải tranh thủ lấy hết các bạn ơi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ nhặt được số lượng sắt khá là lớn. Ủa chưa gì mà được 13 rồi này. Ok, được đấy. Ở đây chúng ta sẽ lấy cái số lượng này. Hay mình giết thêm cừu các bạn ơi, tại vì mình cần thức ăn. Ok. Ba thì nó cũng không nhiều nhờ. Ok, mình vứt hai cái này đi. Rồi. Tiếp tục thì mình tìm cái hang để đi mai thôi. Chẳng lẽ cái ravine này mà nó không cho mình cái hang sao? Thế thì quá là kỳ đúng không? Trời mưa nó như vậy các bạn ơi. Mình cứ tưởng là trời lại tối cơ. Mình lạnh hay gì vậy? Ok. Trông có vẻ hơi ghê chút xíu. Yes, trời hết mưa rồi. Ủa. Vẫn còn mưa các bạn ơi. Trời. Đúng là đen như crack mà. Rồi, ở đây thì mình sẽ lấy thêm số lượng sắt này ha. Ok. Rồi, mình có được 17. Zombie. Lâu lắm rồi mình mới gặp zombie ấy. Cái con này thì giờ nó là siêu dễ để đối phó rồi. Ghê đấy. Cũng biết gọi là mai phục người ta đấy. Ok. Mình có được 27. Mình sẽ không nhìn nữa đâu. Mình nghĩ sau chiến đi mai này là mình về mình có thể chế thêm súng rồi đấy. Mình còn giết cái con zombie này cái đó. Ok, one hit luôn à. Mình chả biết là nó có cái đường đi không nữa. Rồi thôi. Ở đây chúng ta sẽ lấy thêm khoáng sản. Ok. Rồi. Đây. Và cái số lượng này thì mình sẽ không lấy nha các bạn. Mấy cái này mình không lấy đâu. Mấy cái này thì có vẻ là mình sẽ lấy thôi. Rồi. Bên đây thì trông giống như là một cái hang cục vậy. Chính xác rồi. Hơi đen các bạn ơi. Hơi đen chút xíu. Than thì mình nghĩ cũng cần thiết đấy. Tại vì nó cho mình kinh nghiệm. Chính xác. Rất là nhiều kinh nghiệm luôn. Đây nữa nè. Đó. Ti tỷ kinh nghiệm đó các bạn. Bù lại thì mình lại bị full rương rồi. Chúng ta phải cần các khoáng sản đi bớt ở trong đây. Đó. Tại vì rương của mình nó đã full. Để xem coi. Mình thử đi một vòng ở đây xem coi còn cái không. Hang nào hay không. Mình sợ là hết hang thôi. Ủa đẹp rồi này. Đó. Đẹp như thế này có thích hơn không. Chứ tối tăm thì là ai mà chịu nổi. Ok, mình sẽ đi qua bên đây thử nha. Bên đây có vẻ là một cái đường cục nữa rồi. Nhưng mà thôi kệ, cố gắng vậy. Đi nhanh nhanh kẻo trời tối các bạn ơi. Có vẻ như là ở đây còn đường đi không nhỉ? Đường thì siêu khó đi luôn, thì làm sao mà đi đây? Ok. Trên đây có một đường đi lên. Nhưng mà đường này là đường cục rồi. Có lẽ là mình lại phải mang đôi cánh lên và đi tìm thêm một cái chỗ khác thôi các bạn ơi. Và đây là địa điểm tiếp theo của chúng ta. Ơi khổ sở thiệt luôn các bạn ơi. Mình nghĩ là nó cũng lại là một cái hang cục nữa thôi. Đó, nên chúng ta phải gọi là đi tìm từng hang đúng không? Mai thế này thì nó hơi cực cho mình. Mà không sao đâu, mình sẽ chịu được. Đó. Chưa gì thấy một hang cục rồi nhá. Để có hai cục than. Ok. Và bên đây thì chúng ta sẽ có thêm gì không? Có vẻ là không giống hang cục lắm nhờ. Ok, mình sẽ lấy thêm khá khá đốt đi. Đó, nhiêu đây xài cho nó đã các bạn ơi. Ok. Đi mình xuống mình xem thử nhá. Có vẻ là hang cục rồi. Không sao. Cũng to đấy. Không hề nhá. Hơi to, chỗ này mình tính sau nhá. Mình đi qua bên đây trước thử xem sao. Đây, bên đây mới là hang cục này. Rồi. Vậy là bên đây nó sẽ là hang chính. Nhưng mà không biết nó có cục hay không nữa. Ok, đây có sắt là được. Miễn sao có sắt là mình thích rồi. Ok. Mấy cái này mình không lấy thêm nữa các bạn ơi. Mấy cái này thì hiện tại mình chưa có tìm ra được cái tác dụng của nó nữa. Nếu mà lấy thêm thì nó lại bị gọi là bị dư số lượng quá. Nó có lẽ là chúng ta không nên lấy thêm nhá. Rồi. Ở đây thì nó lại có thêm mấy cái fairy dust. Sắt này. Đó. Thứ mình cần duy nhất là sắt thôi. Rồi. Mình phải đi mai mai nhanh. Để cái đợt này mình về rồi mình còn xây dựng nhiều thứ nữa. Ái ui. Lâu rồi mới gặp skeleton này. Nhưng mà mình chả thấy cái gì nữa. Ok.
Hello. À. Người bạn zombie à? Hai hit thôi là đi à? Đây đây đây, skeleton này các bạn. Ok, nó chết luôn rồi. One hit headshot là nó chết liền. Ok. Ở đây chúng ta có khá khá nhiều rồi đấy. Bên đây thì để xem coi. Wow. Sao nó đưa mình đi xuống sâu thế nhờ? Chỗ dưới đây là gì vậy? Gì vậy? Wow, một cái hang à, tầng mấy? Tầng 29. 29 thì cũng còn cao các bạn ơi, chưa thấp lắm. Ok, tụi nhiều thế. Quá trời than luôn. Và được quá trời kinh nghiệm luôn. Đó, farm thế này mới thích. Ôi, ui là trời. Ở dưới còn một cái hang cho mình nữa kìa. Cú chớp, cú chớp, cú chớp. Ủa các bạn nghe tiếng con gì kêu hoài không? Mình nghe tiếng của một con gì ấy. Cứ thế nào nhỉ? Hơi đáng sợ chút xíu. Trong đây thì sao? Trong đây vẫn còn đường nha. Ok, bây giờ mình cần uống uống một ít nước. Ok. Hình như mình nghe tiếng có một loại ký sinh trùng thì phải. Chính xác rồi đấy. Uống như thế này đi, không khéo là mình đặt đốt vô cái chỗ đó là mình mất hết đồ ấy. Ok. Mất hết nước chứ. Ôi đúng luôn, có một con ký sinh trùng các bạn thấy không? Nè, chính là nó. Ok, mình giết nó luôn nhá. 6 máu thì ra đây là tiếng kêu của nó các bạn. Ok. Và nó chả rơi cho mình cái gì cả. Một con ký sinh trùng nghèo nàn. Ok, cái này có vẻ hiếm này, mình sẽ lấy cái này nhá. Và cả cái này nữa, và cả sắt nữa. Đó. Mình được nhiều than lắm rồi đó các bạn ơi. Để coi cái rương này. Không phải. Chúng ta để cái rương này để mà cất khoáng sản nha. Ok. Đó, mình sẽ cập nhật thường xuyên để cho cái rương đồ mình nó khỏi bị full. Ok, chỗ này là hang cục nhá. Mình sẽ không đi tiếp ở đây nữa. Mình sẽ đi ở dưới đây. Hiện tại chắc là không còn con gì đó nhờ. Ok. Rồi, để xem. Sao lại do tôi scare? Ở đây có con ký sinh trùng nữa hả? Nó ghi mình đang quá là sợ hãi. Ui. Ui các bạn thấy chưa? Có thiệt, có thiệt. Có thiệt nhưng không có đùa được, không có đùa được. Ok. Chết mà đi con. Giỡn mặt à. Mà công nhận là những cái này nó đang bảo vệ mình đấy. Còn cái này. Ui con có con phá block đây các bạn. Đừng, 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 đừng. Cái con này mình đánh không có lại. Cái con này là cái con nó hay phá block nè. Ủa chết rồi, làm sao để mình đánh nhau nó đây? Ok. Mình kiên trì một chút xem. Mình bắn thêm 5 mũi tên nữa coi nó chết không nha. 4 này, 3 này, 2 này, 1 này. Ok, bó tay luôn. Bó tay, bó tay. Ui, mình muốn đi con kia quá. Mình thôi kệ nó đi. Đúng là đáng sợ mà. Rồi, để chúng ta có cái amber này. Lấy cái này đi. Ở đây có cho mình thêm sắt với lại cái gì không? Có vàng. Có vàng là được nhá. Ok, tập trung chút xíu. Với lại là mình phải cẩn thận nữa các bạn ơi. Không cẩn thận là đi mọc sải luôn ấy. Rồi. Sao mình mãi mãi cứ 31 level ta? Nó hết kinh nghiệm của mình vô đâu vậy? Mình đâu có đồ nào sửa chữa đâu. À, có một cây cúp sửa chữa. Hóa ra hèn chi. Ok, vậy mình có thể là xài cái cúp này gọi là vĩnh viễn luôn ấy. Khá nhờ. Cũng được ấy. Không tệ, không tệ. Ok. Hèn chi mình có thấy kinh nghiệm mình nó cứ 31 level hoài à. Hóa ra là do cây cúp này. Một căn phòng. Mình đoán là đây có một dân làng đó nha. Mình đoán ở đây có ông dân làng. Ờ đúng, chính xác rồi. Mình nghe tiếng của ông dân làng rồi các bạn ơi. Ok. Ok, một cái ravine. Wow, không tệ nhờ. Không tệ, không tệ. Đi vào. Hello. Và anh bạn này tên là Archaeologist. Ok. Để xem con ông đổi cho mình gì nhá. Mình có hơi nhiều ngọc lục bảo đó. Xương à. Cũng đổi được ngọc lục bảo này. Mình thử đổi cái nón này xem con nó như thế nào nha các bạn. Chúng ta cần bao nhiêu viên vậy? 1, 2, 3. Đây, 7 viên cho cái mũ này. Cũng không tệ nhỉ. Mình sẽ cất khoáng sản đi. Đây, cất đi. Cất đi. Cất đi. Rồi, chắc là ổn rồi nhỉ. Ủa? Ngọc lục bảo của mình đâu hết rồi các bạn? Các bạn ơi, mình mới đổi ngọc lục bảo mà đúng không? Mình đổi có một cái mũ thôi mà đúng không? Mà đâu hết tiêu, mất tiêu hết ngọc lục bảo của mình rồi. Ở lại lỗi game à. Mình đổi có một cái mũ mà. Trời ơi.
Đen quá các bạn ơi, đổi có một cái mũ này mà mất hết 50 mấy viên ngọc lục bảo của mình luôn. Ôi, có lẽ là mình nên chỉ bỏ 7 viên vào thôi. Đây là một cái lỗi nào đó đấy. Thì mình sẽ ghi nhớ tọa độ mình ở đây nha các bạn. Ở à, đây, 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 đây. Nó rơi ra ngoài. Xin lỗi, hiểu lầm. Ở chỗ này có tọa độ là 2870 và trừ 2184. Ok, thì mình sẽ ghi nhớ cái nơi có tọa độ này các bạn. Tại vì ấy, mốt mình sẽ muốn quay lại để mà đưa ông dân làng về nhà mình. Đó, triển lãm thì phải có người canh giữ đúng không? Nên thì, ủa, là bảo tàng thì phải có người canh giữ. Nên mình sẽ cần những cái nhân sự như thế này. Rồi, thì đường này thì mình sẽ ghi nhớ chút xíu mình sẽ quay về cái chỗ con quái vật lúc nãy. Trời ơi, làm người ai làm thế, dã man thế nhờ. Ok, bên kia nó có vẻ là hơi tối tăm, hơi đáng sợ chút xíu nhưng mà không sao. Rồi, vàng, đảm bảo cho tôi là không có gì nha. Có con gì đó nhờ, giống như có một con gì đó vậy. Ok, không sao. Chỗ này có rất là nhiều nước. Không thể, mình sẽ đi qua bên đây thử xem. Chỗ nào có nhiều nước thì mình nghĩ chỗ đó nó sẽ càng an toàn cho mình thôi. Nhưng mà nó hơi khó di chuyển các bạn ơi. Ok, đi qua bên đây. Nhiều cái khu vực trong gai thế này. Đi theo đường này đi. Ok, hy vọng là không có gì nhờ. Rồi, có thêm kim cương cho mình không ta? Hiện tại chúng ta có tầng 33, vậy là không có kim cương rồi. Wow. Ui, một cái hồ. Một cái hồ nước các bạn ơi. Ok, nhưng mà ở đây nó không cho mình cái gì cả. Trên đây có cái gì nữa các bạn? Cái này để làm gì vậy? Mình sẽ lại mình tìm hiểu thử xem. Coi nó cho mình ở đây là cái gì vậy? À, hình như đây là hóa thạch xương thôi đúng không? Chứ là hóa thạch xương bình thường thôi. Nó không có gì hết đó các bạn ơi. À, đi qua bên đây thì có thang. Ok, lấy thêm kinh nghiệm, không tệ. Rồi, cũng không tệ cho lắm. Ừ, mình đào bằng cái này thì kinh nghiệm của mình nó gọi là nó hết vô đây hết rồi. Nhưng mà mình đang không có muốn cho nó hút vô đây, nên có lẽ là mình sẽ chế tạo thêm một cái cây cúp kim cương khác, mà cái cúp bình thường như các bạn. Đó, để mà mình có thể hút kinh nghiệm nhiều nhiều chút xíu. Ở đây khỏi đi, khỏi đi. Mình lúc trước còn này. Ngon. Ok, đi tiếp. Chớp. À, qua đây mình thích kinh nghiệm này. Về nhà còn enchant các thứ nữa chứ. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ lấy cây cúp này. Đó các bạn thấy không? Vậy thì mình mới có được mấy cái ống kinh nghiệm cho mình. Sắt này. Ok, có sắt là được. Trên kia là tin o. Bên đây thì chả có gì cả. Mình sẽ thử đi theo ven đường bên đây. Lấy táo để mà ăn các bạn ơi. Ok, nói chung là cũng khá ổn. Bây giờ thì mình sẽ quay về cái chỗ con quái vật lúc nãy để mình đánh nhau với nó thử xem là mình có giết được nó hay không. Chứ mình thấy là hơi bó tay rồi đấy. Thì mình sẽ uống miếng nước. Ok, rồi, bút lại. Ủa, ở dưới còn 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 cái gì kìa? Đúng không? Hay là chỗ này thì mình lấy khoáng sản vậy? Ủa, cái chỗ này là đường nào vậy? À, cái đường quay lại lúc nãy. À, đúng rồi, đúng rồi. Thì mình sẽ đi theo đường này là mình gặp cái con ký sinh trùng nè các bạn. Trên này có sắt nè. Có nên lấy không? Chắc là mình nghĩ là mình sẽ bắt lắp lên lấy đi. Tại vì sắt bây giờ nó tương rất là cần thiết đó với mình. Nên mình sẽ cần phải lấy cái số lượng sắt này. Ok, không tệ. Cái đợt đi mai hôm nay thì nó cũng gọi là khá tốt đối với mình. Đây, kinh nghiệm nó cộng như thế này mới thích chứ. Tiếp tục thì mình sẽ lấy cái chỗ này nhá. Ok, và cả sắt ở trên đây. Lưu ly, lưu ly, lưu ly, chính xác. Thì mấy cái nào, ở quên, mấy cái nào mà cần gia tài thì mình sẽ gọi là dùng cái cúp này nha các bạn. Ok, rồi, tạm ổn rồi đấy. Mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ đó vậy, Chris. Ủa, cái con lúc nãy nó biến mất rồi. Tao đã cẩn thận đó nhá. Tao canh me nãy giờ đó nhá. Không phải là muốn tấn công lúc nào là tấn công đâu. À, sao nó có cho mình con cục lưu ly vậy? Ok, kinh nghiệm, rớt xuống đây. Rớt xuống đây, rớt xuống đây, rớt xuống đây. Đó. À, mình có cách rồi. Mình cũng có thể gọi là sao ta, đào bằng cái cây cúp này. Nhưng mà lúc mà mình nhặt thì mình chuyển qua cây cúp khác thì cũng được các bạn ơi. Sao mình kém thế nhờ, trong cái việc này mình hơi kém ấy. Ok, tiếp tục thì mình lại đào cái này. Rồi, được rồi, được rồi. Đào cái này và đào luôn cái này. Ok, cứ chớp. Tiếp tục đi thôi.
Thì cái con quái vật lúc nãy rồi ta. Where are you? Ở đây có một đường nhá, mình sẽ ghi nhớ. Ở đây nó có một cái đường đi cho mình. Đây chính là cái chỗ nó đứng lúc nãy nè. Nhưng mà nó biến mất rồi các bạn ơi. Bằng cách thần kỳ nào đó thì nó đã đi chỗ khác rồi. Một cái lồng spawn. Mình biết chắc luôn á, cái lồng spawn này nó sẽ biến ra hàng trăm con ấy. Mình đã gặp ở trong cái thế giới kia rồi. Chút xíu thì mình qua bên đó nha. Đây thì mình cần kiểm tra kỹ xem coi có con ký sinh trùng nào ở đây không. Mình cần phòng thủ chút xíu. Đây, rất nhiều sắt. Cả chỗ này nữa. Ok. Nhiều lắm các bạn ơi. Cần vứt một vài món đồ. Ok. Cho là không cần thiết. Ok, được rồi đấy. Mình sẽ đi theo đường bên đây. Đường cục thì mình sẽ không đi tiếp nha. Ok. Thì ở đây nó còn một đường này. Có vẻ như con kia đi vô trong đây đúng không? Và nó nói với cái chỗ lava dưới đây. Có vẻ nó cũng đã từng ở đây. Ghê nhỉ. Hơi ghê chút xíu các bạn ơi. Ok. Trời, miếng kinh nghiệm nào. Úi chớp. Lấy cái này đi. Ok. Mình đang hơi bó rối chút xíu các bạn ơi. Lưu ly. Wow, rất nhiều lưu ly nha. Nghe tiếng di chuyển của con nào nhỉ. Ở đây có thang và có cả đường đi khác. Ok, không tại, đi theo đường này. Ui da, đi theo đường này thử xem các bạn. Lại một cái hang khác. Ok, một cái hệ thống hang rồi. Skeleton ạ. Mình có cái dòng gai hai nha bạn. Gai hai đấy. Gai hai đấy, đừng có đùa. Ở đây có zombie và skeleton, chứng tỏ là không có con ký sinh trùng ở đây. Nếu có thì tụi nó đánh nhau rồi các bạn ơi. Ok. Không tại, không tại. À, chú nhện à. Chú nhện của chúng tôi. Ok. Rồi, chuyển qua đây để mà hết kinh nghiệm. Trời ơi, than. 1 tỷ viên. 1 tỷ viên than luôn. Có gì mình khi mà mình gần full chỗ này thì mình sẽ biến cái này lại thành một cái khói thì nó sẽ đỡ chiếm diện tích hơn. Hiện tại thì mình vẫn còn đủ diện tích nên mình vẫn chưa làm đâu. Ok. Bên đây thì nó sẽ cho mình thêm. Đây, chính xác. Bỏ cái này đi, bỏ cái này đi. Ok, mình vẫn nhớ đường đi quay về cái chỗ lúc nãy nha các bạn. Tại vì nó có nhiều đường mà. Ok, tầng bao nhiêu rồi? Tầng 19 nữa này. Rất là nhanh chóng luôn. Ok, đường cục đi. Ok, bút chớp. Tại vì nhiều đường quá nên mình bị rối. Đây, chỗ ra đây đây các bạn. Và đây nó cho mình thêm kha khá sắt này. Ui, công nhận là đợt này đi mai. Vô mánh các bạn ơi. Ok, có rất là nhiều đường nha. Nhiều đường lắm luôn ấy. Ok, bên đây thì sao? Giật mình. Cái con dê này là mình giật mình này. Ok. Lại có vẻ lại là khá nhiều đường các bạn ơi. Đường bên đây mình đi chưa? Đường bên đây mình chưa đi đâu này. Ồ, giật mình. Cái thằng thằng dê này. Ok. Là mình một pha. Đứng tim các bạn ơi. Mình cứ tưởng con nào đứng trên đầu mình cơ. Ok. À, bạn à. Bạn sao? Bạn làm sao? Oh my god, long arm. Long arm, long arm, long arm. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Ok. Run. Time to run, time to run. Chạy chạy lại chỗ này, chạy lại chỗ này. Ok. Ok. Tới đây thì mình nghĩ nó sẽ bị kẹt đấy. Oh my god. À, một pha giật mình các bạn ơi. Con nó khiêu mình một cái là mình chết đấy. Mình có thể đảm bảo luôn ấy. Nó khiêu mình một cái là mình chết liền. Ok, sorry các bạn nha. Pha đó chắc là các bạn cũng bị giật mình lay đúng không? Không sao, các bạn giật mình là do mình rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ trả thù cho các bạn. À, cái thằng này dám làm. Các bạn giật mình nè. Mình sẽ tới mình bem cho các bạn xem. Mình đâu có sợ con này đâu. Đâu rồi ta? No, 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 no. Không biết rồi, mày tới đây là mày vô cái thế gọng kìm rồi. Ôi, nó phá được cái chỗ đất các bạn ơi. Có vẻ nó phá được ấy. Giết nó nhanh, giết nó nhanh. Ok, nó chết rồi, nó chết rồi. Good job. Oh god, hơi sợ chút xíu. No. Mình có nên đi xuống đây tiếp không ta? Tầng 22 rồi, không đi tiếp thì nó hơi hơi rén ấy. Tại vì mình là dân chơi đó các bạn. Nên mình nghĩ là mình phải đi tiếp thôi. Dân chơi là không có sợ mưa rơi ấy. Ui, ở đây là một cái khu mỏ bỏ hoang à. Ok. Bình tĩnh cái đã. Ok, ở dưới đây có vẻ là một cái lồng spawn lúc nãy hả gì kìa.
Để xem coi có con ký sinh trùng này thì mình nó đi xuống đây là mình biết à, còn nếu mà chờ hoài mà không, nó không đi là có nghĩa là không có. Cái lồng spawn con gì đấy các bạn, con ký sinh trùng à, có nên đi xuống không, có nên đi xuống không ta? Ok liệu nhé, 3 2 1 đây, chính xác chính xác chính xác chính xác. Ủa nó đã không xuất hiện kịp, không xuất hiện kịp các bạn ơi, đó chính là lồng spawn mà xuất hiện mấy trăm con ở đâu, mấy chục con ấy, không, mười mấy con à. What the Creeper biến thành ký sinh trùng được á. Ok mới vừa biết luôn ấy. Ok đào thêm thôi. Đó may quá, mình lúc nãy mình phá nhanh các bạn, nên cái lồng spawn nó không kịp xuất hiện ra mười mấy con mob. Nếu không thì mình mập mình với nó rồi. Ok nó xuyên đe các bạn ơi. Ở đây xem coi có cái gì không. Chôm chôm thêm chút xíu. À, đảm bảo cho mình là mình đang an toàn nhá, để mình cất chút xíu đồ rồi mình tính tiếp. À, nhiều sắt chưa, hai stack mấy rồi, ngon ngon lành ngon lành, công nhận có ven miner đầu nhanh thẳng ra nhỉ. Ok lại nữa này, mình sợ lần này là mình không kịp nhanh đấy. Ok 3 2 1 boom, không kịp rồi không kịp rồi. Ngon lành, tại cái cúp của mình nó nhanh quá ấy, nên cái tụi này nó không kịp spawn ra. Và thế là mình đã xử lý gọn ghẽ cái khu vực này. Ok cái đây không, cái đây không vậy đó, mình là không đi. Ok hợp lý rồi đấy. Rồi tiếp tục thì mình sẽ đi theo đường này xem coi có kim cương không, biết ra được mình được vài viên sao. Ok tiếp tục ha, mình sẽ gọi là có vẻ như là không có viên kim cương nào rồi các bạn ơi, thì là đau buồn mà, nhưng mà không sao, mình vẫn còn hy vọng. Không có viên nào hết. Ok được rồi đấy, mình sẽ bỏ thêm một vài đồ mà không quan trọng ở lại đây ha. Rồi tiếp tục chúng ta di chuyển thôi, và chế tạo mình sẽ bỏ đi luôn để cho đỡ chiếm diện tích của mình. Ok chắc là đi lên cái chỗ lúc nãy thôi, tại vì nó có nhiều đường mà, nó không đơn giản là một đường các bạn ơi. Đây ở đây là có khu vực lava này, mình sẽ có tỷ lệ có kim cương đấy. Nghe tiếng của ký sinh trùng. À, hình như nó bên hang này nè, hình như nó bên hang này nè các bạn. Ok hello. Ok mình nghe tiếng nổ. Cái thằng nhóc này tôi sợ mày hả. Các bạn nghe tiếng không, đây đây cái con này nè. Mày bị kẹt nhá con trai, ngon lành, thì ra nó bị kẹt các bạn ơi. Ok tê ghê thế nhờ. Ok thiết nghĩ là mình cần phải chế thêm đuốc. Thêm đuốc thì chúng ta sẽ cần 16 than. Ok 16 than để cho một stack nhá. Ok rồi, chết rồi, thôi mình làm bên đây đi. Chúng ta sẽ có được 16 than, nó sẽ ra được tầm một stack đuốc. Ok rồi, mình sẽ đi tiếp qua bên khu vực bên đây xem coi có khoáng sản không. Cái này mình không lấy thêm đâu nha, nhiều quá rồi ấy. Rồi thôi lỡ là lấy thêm luôn các bạn ơi, nếu không thì mình sẽ đắc tội với lại những bạn khoáng sản. Ok bên đây còn nhân vật nào không nào, ra đi nào, mình sẽ tiếp hết luôn. Ok tụi này nó bắt đầu sợ mình rồi các bạn ơi, tại vì nó đánh đâu có lại mình đâu. Ok ở đây chúng ta có nhiều nhờ, rất là nhiều, có cả cái viên này nè. Viên này thì mình biết là nó không có công dụng gì đối với mình đâu, nhưng thôi thì lỡ rồi mình sẽ vẫn lấy thêm. Đây khá khá nhiều, và chúng ta được lên level 33 các bạn ơi, không tệ, level 33. Còn sắt không, mình có bỏ quên cục sắt nào không nhờ. Mấy cái này là mấy khối bình thường thôi. Ok vậy là tầng này thì mình giải quyết xong rồi nha, tầng này giải quyết xong rồi mình sẽ đi lên mấy cái tầng khác. Giật mình, chỉ là cái cục đá thôi mà vẫn là mình giật mình được các bạn ơi. Tâm lý nó đang hơi bất ổn ấy. Sao con cục vậy, còn đường đi không? Mấy cái đường thấp thấp này có lẽ là mình đã giải quyết xong hết rồi. Đường này thì nó cũng xuống chỗ mình này, chỗ lúc nãy của mình đúng không, chính xác, mình thấy cái đuốc rồi. Ok đi lên thôi. Và bên đây nó có cho mình thêm cái gì không ta? Hello có vẻ như là mình đã trở lại cái chỗ này rồi. Vậy là mình coi như là khám phá xong đợt này rồi nhờ, tại vì mình đi hết rồi các bạn ơi,
Có lẽ bây giờ thì mình sẽ tìm cách lên mặt đất thôi. Nó không để chữ là Blood Moon is Rising, có thể là trời đang buổi sáng hoặc là mình may mắn. Đó, chỉ có thể hai cái lý do này thôi. Để mình đi lên thử xem coi là trời sáng hay trời tối. Chắc là mình sẽ bay lên một cái chỗ nào đó rồi mình sẽ gọi là đào lên trên thì nó sẽ đơn giản hơn. Chết rồi. Vừa nói một cái là Blood Moon rồi, làm sao về đây? Làm sao về đây các bạn? Ok, mình vào được chỗ này. Ok. Chớp, không tệ, bay được tới đây. Thì từ tầng dưới đây mình lên được tầng 61 rồi. Mình đào lên mặt đất nữa là được á các bạn ơi. Nhưng mà lên trên đó thì mình sẽ bị luộc ấy. Khổ quá. Mình sợ là các bạn, là khi mình đào là sẽ có mấy con ký sinh trùng ở dưới ấy, ở trên đầu mình ấy. Ok. Có vẻ không có. Bay lên. Bay lên trên bầu trời. Ok. Đây tụi này ở dưới đất khá là nhiều đấy các bạn, nó spawn đó kìa. Hai con ở trên ngay cái nấm luôn. Ghê chưa? Ok, có lẽ là mình sẽ bay về cái tọa độ nhà mình luôn. Hay mình nhớ là 1899 trừ 2476 thì phải. Thì chúng ta sẽ bay theo hướng này. Mình phải ăn cái đó. Ok, chúng ta sẽ bay theo hướng này nè các bạn. Là chúng ta sẽ về được tới nhà. Oh my god, một cái kim tự tháp à. Mình đậu ở đây thử. Ok. Con ký sinh trùng các bạn ơi. Có nhiều con ký sinh trùng lắm. Đây các bạn nhìn nè. Tí tỷ con luôn. Không được rồi. Mình ghi nhớ tọa độ cái nha, ghi nhớ tọa độ cái nha. 2600 trừ 21445. Đây có một con nhà này. Ok, đi thôi. Về thôi. Ủa nó nhảy cao chưa kìa. Kim cương. Kim cương à? Kim cương đúng không? Ok, kim cương. Kim cương các bạn ơi. Lên lên. Ok, lên lên lên. Lên chỗ này lẹ lẹ lẹ. Ghép mấy cây đuốc thế. Ok, mình đang stu care các bạn, tu scare các bạn ơi. Ok, có kim cương. Có mấy con bay bay không? Đây có mấy con này khá là nhiều này. Một viên, hai viên. Wow. Ai ui, bay về thôi. Yes. Rồi, có lẽ bây giờ thì mình sẽ bay về nhà thôi. Thì mình đã ghi nhớ cái tọa độ này rồi. Có gì à, mình sẽ quay trở lại đó sau. Hình như là tòa thành của mình ở khu vực này nè các bạn ơi. Mình nhớ là ở đâu đây nè. Đây 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 đây, tòa thành của tôi đây rồi. Về nhà thế nào? Ăn vô nếu không là mình sẽ bị rớt này đó. Ok. Về tới nhà liền. Hấp dẫn. Ok, đi vào trong nhà cách. Thôi mà cho em đi vào trong nhà đi. Cho đi vào trong nhà đi please. Ok. Và cuối cùng cũng thành công. Về tới nhà rồi các bạn ơi. Và chuyến đi được này tổng kết lại thì chúng ta được khá khá đấy, không có đùa đâu. Mình sẽ cần đem một cái hệ thống lò nung xuống dưới để mình nung ở dưới đi, nung trên đây thì mình để một cái lò nung được rồi. Mấy thanh niên đừng có phá nhà mình nhá. Mình sẽ không đánh tụi nó đâu, tụi nó có thể phá được nhà mình đấy. Lò nung à. Hai. Ok, để tạo cái này đi. Chúng ta sẽ nung sắt lên. Được thêm 4 viên kim cương nữa chứ. Tuyệt vời. Ngoài ra có lẽ là mình nên uống nước cái đã. Đầu tiên thì mình sẽ đặt nước lại cái lò nung mình đi. Sau đó thì mình sẽ múc nước. Và mình sẽ lọc nước. Ok. Lọc nước thì chúng ta sẽ cần cái ba lô này. Nó sẽ có cái miếng lọc nước của mình. Đây 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 đây. Rồi. Cái này chúng ta sẽ có nước sạch để uống. Mình nghĩ là nó sẽ đủ cái số lượng luôn ấy. Ok. 2, 3. Đó. Đã khác cực kỳ. Ok, tổng kết lại cái đó. Mấy cái khoáng sản này thì tao cứ cất trong đây đi ha. Mình chỉ nung những thứ mà mình cho là cần thiết thôi. Đầu tiên là mình sẽ nung sắt. Đây, nung sắt và nung vàng. Mà mình sẽ nung sắt trước để mình chế luôn mấy cái súng các bạn ơi. Rồi. Có lẽ tới cái bước này rồi mình sẽ cần làm gì ta? Stack mấy cái này lại với nhau. Ok. Mình nung nó đi. Còn vài lò nung này. Mình sẽ đặt cho nó cao chót vót luôn. Ok. Ở đây thì mình có rất là nhiều than các bạn ơi. Mình sẽ lấy ra ngoài trước nha. Mình sẽ để ở mỗi lò nung là một stack luôn. Dùng cho nó chiến các bạn ơi. Ở đây thì một stack luôn. Trên đây thì mình sẽ nung vàng. Nung vàng. Đây. Có 22 vàng à. Chắc là không cần đâu. Rồi. Mình sẽ stack than lại với nhau. Đó, các bạn thấy mình nhiều nhiều than chưa? Siêu nhiều luôn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ vào trong đây. Biến nó lại thành một khói thế này. Như vậy là mình sẽ có được một stack máy khói than. Mình nghĩ là mình dùng tới hết series được luôn ấy. Tiếp tục vào tới Luli. Chúng ta có được 60 gọi là 46 khói cũng được luôn, không tệ. Rồi,
Tụi mình cũng sẽ cất nó luôn. Ok. Rồi, như thế này. Có lẽ bây giờ tụi mình sẽ chờ cho sắt nung xong rồi mình sẽ chế tạo mấy cái dụng cụ luôn. Mà sao mấy con kia nó không tới đây để mình farm ta? Mấy con kia nó không thèm tới đây luôn này. Hay là mình cần mình đi lên trên mình xem thử. Ủa, nghe mấy cái tiếng nhai nhai ghê quá. Thôi thôi thôi, đi vô lại. Thôi, rớt xuống đi mà. Ở nhà có lẽ không nên mang cánh đâu. Cánh ác quỷ của mình cũng gần hư rồi. Ồ các bạn ơi, hiện tại tụi mình phát hiện một cái con này đó, nó phá nhà của mình nè. Nó mới vừa tiến hóa thêm một bậc nữa kìa. Oh my god. Rồi, toàn 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 chế tạo súng lẹ. Mình chỉ cần hai cây súng các bạn ơi. Mình đặt hai cây súng ở đây để nâng sức cho nó cao chút xíu nha. Ok. Thì mình sẽ nó sẽ hợp lý hơn một chút xíu. Ok. Hơi nguy hiểm nha. Ok, để mà chế được cái này thì mình cũng mới nghiên cứu công thức rồi. Chúng ta sẽ có một cái portable radar đặt ở giữa. Những cái này thì đơn giản rồi. Cái này, cái này cũng đơn giản quá vậy. Ok, giờ mình chế cái này trước nha. Chúng ta sẽ cần đúc redstone. Redstone này, sắt này. Ok. Thì mình sẽ làm hai đúc redstone nha. Sau đó thì mình sẽ để ở đây, để ở đây. Để sắt xung quanh chúng ta sẽ có hai cục này. Bây giờ tụi mình cần làm một việc nữa. Chứ là mình làm thêm hai cây cung. Hai cây cung thì mình sẽ cần 6 chỉ. Đây, chúng ta sẽ có hai cây cung để mà mình làm hai cái máy phân phát đó các bạn. Đây, cái máy này nè. Thì chúng ta mới có thể làm được. Rồi, đơn giản. Thì phần còn lại thì mình còn xuống lấy thêm ít sắt nữa. Để làm gì? Để mình làm 6 khối sắt. Đó. Cái tốn nguyên liệu nhất chính là cái này. Rồi. 6 khối sắt. 6 khối sắt à. 1 2 3 4 5 6. Ủa các bạn nghe tiếng nổ hoài luôn không? Mình nghe tiếng nổ. Nãy giờ hơi bị nhiều rồi đấy. Ok, không sao. Rồi. Thì để mà chúng ta biến, chúng ta sẽ cần thêm một công cụ nữa mà mình đã chế tạo ở những tập trước. Đó chính là cái này, Universal Block Reinforcer. And đầu ra của chúng ta sẽ có 6 cái này. Ngon lành. Và bây giờ thì công thức của chúng ta đã có hai cái Sentry. Thì mình sẽ đặt ở đây luôn. Từ từ thì mình sẽ lấy thêm nhá. Đây, mình sẽ đặt ở đây cái. Ở đây cái. Ái ui, ok các bạn ơi, nó bị lắc chút xíu. Đây nó bắn rồi nè. Nhưng mà nó sẽ không có trúng các bạn ơi. Để mà trúng ấy thì bắt buộc mình phải bỏ cái này ra. Đó, thì nó mới bắn được. Ok, bắn đi. Bắn đi mà. Ok, ghê quá các bạn ơi. Cái nhà mình bây giờ sao nó hết bắn rồi. Bắn đi các chàng trai. Có một mình bắn vậy. Cái này nó bị lỗi rồi. Hay là nó không bắn những cái con này ta? Hay là nó được lập trình? Mày không? Đừng. Nhà tôi đó. Ok, đi vô đây. Ôi. Vậy là mấy cái Sentry này nó không được lập ra để bắn những con level 3 rồi. Ok, nhặt lại. Đặt lại ra thử xem. Không bắn các bạn ơi, nó chỉ bắn những cái sinh vật thường thôi. Ok, có lẽ mình sẽ giết con này luôn. Không biết có giết dễ hay không nữa, nhưng mà mình thấy nó thêm một cái con thêm một cái con long arm khác. Cái con tay dài, hai con. Để mình nào. Không, các bạn thấy chưa? Nó bắn cái con nhện, nó bắn con zombie. Nhưng mà nhưng mà nó không có bắn cho gì ta? Không bắn những cái con level 3 này. Không, các bạn thấy tụi nó phá block không? Nhưng mà đâu có phá được đâu. Tại mình đã nâng cấp dụng cụ lên rồi. Thôi, chừng nào mày mới chết vậy? Chừng nào mày mới chịu chết đây? Ok, giết ở đây không được thì mình cần kiểm tra đường cái. Vẫn chưa có cái công cụ kia các bạn, mình chả hiểu sao. Ok, trên đây nhà mình cũng đâu có bị gì đâu đúng không? Mình giết nó trên độ cao này thì mình nghĩ ổn hơn này. Đó, bắn lần mười mấy máu thế này thì mình nghĩ nó sẽ chết, sớm muộn cũng chết rồi. Ôi, chết đi. Chết đi. Ok, mình nhích lên chút xíu nữa, chắc không sao đâu nhờ. Ok, một con chết. Đây, cái con long arm này nè, mình nghĩ nó chính là cái mục tiêu mà rơi đồ của mình đó. Nhưng mà mình chưa bao giờ nhặt được từ nó cả. Không lẽ là do mình đen nhờ. Ok. À quên nữa. Mình có cái dòng nhặt 2. Chính xác. Lần trước thì mình có cái cây vũ khí có dòng nhặt 2 đúng không? Thì ấy, có một cái mẹo ở đâu rồi? Where's my vũ khí? Đây thì có cái mẹo này thì để mình dễ nhặt hơn. Thì nó vẫn áp dụng được cái dòng nhặt 2 đấy, là mình cầm cái này bên tay trái. Đó thì mình sẽ cầm cung bắn. Hoặc như thế này chăng? Mình nghĩ như thế này nè. Đó, thì thế này nó sẽ có tỷ lệ ra đồ
Cũng nhặt hai luôn thì phải, theo mình nhớ là như vậy ấy. Ok. Mày hả Long Am? Chết mày đi. Mình sẽ cố gắng giết cái con này cái đã. Bắn một lần có ba máu à. Không đủ chết các bạn ơi. Nó chơi skill kìa, nó chơi skill kìa. Đó, nó tới lúc mà nó dùng skill thế này thì mình không giết được nó nữa rồi. Đâu có bắn vô máu đâu. Đó, mình đành bỏ tay chấm cơm thôi.